Thưa quý vị, tối qua ngày 28 tháng 4, Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn đã chính thức khai trương phố du lịch An Thượng kết nối biển đêm Mỹ An và chương trình vũ hội đường phố chào đón năm du lịch 2022. Đến tham dự có Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng đông đảo người dân và du khách trong nước và nước ngoài. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm thực hiện chủ trương của Chính phủ và thành phố Đà Nẵng để mở cửa du lịch toàn diện, phục hồi và phát triển kinh tế sau 2 năm đầy khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19, đồng thời triển khai các hoạt động chào đón mùa du lịch trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5. Dịp này, quận Ngũ Hành Sơn đã ra mắt tổ tự quản về trật tự xã hội và văn minh thương mại phố du lịch An Thượng, đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn hỗ trợ du lịch An Thượng. Thưa quý vị, ngay lúc này đây tại khu phố du lịch An Thượng vô cùng sôi động và náo nhiệt bởi chương trình vũ hội đường phố đang diễn ra tại các tuyến phố chính trên khu phố du lịch An Thượng này. Và những cái hoạt động văn hóa nghệ thuật này hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách khi đến với khu phố du lịch An Thượng. Vũ hội đường phố với hệ thống âm thanh ánh sáng lưu động, đồng diễn xe hoa cùng với các sắc màu rực rỡ của hơn 50 diễn viên chuyên nghiệp vừa diễu hành, vừa biểu diễn carnival và giao lưu chụp ảnh nghệ thuật với người đi đường. Sự kiện đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham gia. Tôi nghĩ chương trình giải trí này rất hay và thú vị vì nó gần gũi với khán giả. Mọi người có thể đi dạo trong khu phố và tiện thể đến xem chương trình. Hoạt động giao lưu cộng đồng như thế này khiến tôi cảm giác được thoải mái giao tiếp, hòa nhập với người dân địa phương. Thật sự là trải nghiệm rất vui và ý nghĩa khi đến du lịch tại Đà Nẵng. Hôm nay sau cái đợt dịch gần như 2 năm, thì anh chị là người Đà Nẵng rất là vui mừng khi tối hôm nay Đà Nẵng chính thức khai trương lại cái phố đi bộ An Thượng. Và chắc chắn 100% rằng là với những cái dịch vụ như thế này thì du khách sẽ đến Đà Nẵng đông hơn, họ được chơi về đêm nhiều hơn, và như vậy thì đời sống và mọi cái dịch vụ của Đà Nẵng sẽ dần dần phát triển trở lại. Đến với phố du lịch An Thượng, người dân và du khách sẽ có dịp đi bộ khám phá, trải nghiệm các điểm vui chơi giải trí, mua sắm ngày và đêm tại các tuyến đường đẹp và hiện đại trong khu phố náo nhiệt sôi động.